Bạn xin mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình thả buổi thứ hai nha bạn ơi. Buổi hôm qua chết hết. Chết cho nên mình không có quay lên. Mình quay rồi nhưng mình không có đẩy lên các bạn. Buổi hôm nay chết tiếp. Mùa đêm to quá bạn. Điểm này quay vẫn chết đây. Này vẫn tụm đi đây. Ủa, mẹ giật cả mình cái rồi đi. Thôi, thò vào trong. Đầy ngạn luôn. Ui, cái này cũng tủm rồi. Tủm này anh chị. Hai buổi hôm nay đi không được cái gì. Cái này không tủm. Lại tụm tiếp. Chết sạch. Nó không chết quay lên nó là vui nha bạn. Chết quay lên chán lắm. Cho nên là mình không có đáy lên. Vẫn chết. Nằm phát lặng nha bạn. Này chết gần hết bạn ạ. Chắc là gần hết luôn. Hôm qua mình chết không còn một con nào. Lúc nãy gần nhà mình không có nói to được. Nhưng mà chết gần hết xe ống. Không có một cái nào xịt luôn. Qua mình không còn sót một con nào. Và hôm qua mình quay nên mình không có đẩy cho bạn xem. Bị đẩy nên anh em này chê. Mình ngại mình không có đẩy lên.
nó chết nhiều quá, nó xót ruột nha anh em nha. Cho nên là không có đẩy lên, đây thả cái, may cái này nếu có thì còn sống sót này. Lươn nó phá nước ngập, nó thò cả đầu lên ống các bạn. Đấy, đời bố thôi. Xin lỗi anh em nha, mình nhắc lên thấy lạ quá, mình xuống mình nói câu đời to rồi. Đây hố rồi, qua định thả hai cái nhưng nước nó cạn. Cứ ngày nắng to nha anh em nha, đêm mưa phát hốt lên. Qua mình chết gần 7 cân mà mình thả không có nhiều ống đâu, mình thả ít ống nhưng nó mưa đêm không chạy kịp đấy ống của mình rồi. Đang bắt đầu vừa quay cho bạn xem còn mấy cái nữa, mình không có thả nhiều đâu. Những cái quay ở trong này là những cái đã còn sống, thế còn những cái mà quay ra ngoài này là những cái đấy chết. Cái ống này thì đấy quay cho bạn xem này, đuôi nó nặng lắm. Rồi đến điểm cái điểm bắt con cá chuối hôm qua mình sẽ quay cho bạn. Hôm nay mà mưa xuống mà thả để hàng mấy chục cân lươn luôn. Mình ngập là ngập, không phải là ngập những cái điểm như này, mà ngập là ngập những cái điểm nó bị cạn nước. Xong đêm hôm trước có mưa, nước nó dồn xuống, có nước đọng, mình thả vào đấy. Xong tối hôm qua mưa tiếp thì nó mới là chết. Đấy, ngập là ngập những điểm như vậy. Còn mình không có thả, thả ấu, thả ít ấu nhưng không bao giờ thả ấu. Cái này thì không ngập. Qua cái ổ cá chuối nằm ở đây, xong chạy ra kia mình bắt luôn. Ngập nguyên những cái điểm trọng yếu nhiều luôn nhất. Cái xịt nha bạn, xịt cái đầu tiên luôn. Đẹp như thế nhưng không có nghĩa là không xịt, vẫn xịt bình thường. Sâu quá, ao lòng chảo mà bạn. Chảo bùn luôn nhiều. Quay lại. Đi đống còn thò kìa. Thầy đi đống còn thò đây này. Mình phải chạy ra nhanh ngoài kia không nó họ lấy hết. Xe đã mát ngoài kia, cái đấy có được. Mình chút cho các bạn và anh chị xem nha, còn có những con nào sống thì mình chút nha bạn ơi, con nào chết thì mình không có chút.
Này chết nhiều lắm. Ôi đấy, nó lại ra rồi bạn này. Con nườn to phết đấy. Ôi đấy, rồi. Chất trí thì ra mà mày khỏe quá mà. Không để dành cho những con nườn khác. Bạn nó đập cho một cái này. Là không thể ra được nữa. Nó khỏe quá mà bạn. Nó ở dưới nước nó ngập ấy. Nhưng mà mình vớt đi nó hồi nhanh, nó thích quá. Có những cái ống đầy lươn các bạn. Chết sạch. Mình đạp cũng chưa hết rồi. Còn những cái ống chết này. Qua mình chết sạch, không còn một sót con nào. Hôm nay cũng vậy. Hôm nay còn sót vài con thì mình quay cho bạn xem thôi. Còn những hôm qua là không còn nên mình không có quay nên anh em hay chê. Quay thập loạt các bạn. Không phải vừa sống vừa chết thì quay đi nó hợp lý chút. Bỏ ra. Đấy xịt bạn. Hỏng là tốt vào trong bạn ơi. Mình nọc nhưng vẫn không hết à. Mình vội mình về mình bắt mồi hôm qua không bắt được cái này. Ôi chết sạch rồi. Ôi giời ơi. Chết sạch. Nó gặp hai thằng. Nó chở thằng má ốm. Lên cao chưa? Lên cũng bò. Hôm nay đánh cá chứ? Làm gì đánh được cá mà đây? Đây quá. Trắng đỏ. Em đang bảo mua thêm cái bình điện. Ôi lại chết các bạn ơi, mình nọc cái nào ạ? Trắng, nếu mà vội không nổ được những con tươi đấy anh đúc vào túi bóng, anh đúc vào tủ mát đi em nhé. Tạo bỏ tớt. Có dài mổ. Ai có thời gian đâu mà mổ. Đánh cho mũi được 2 triệu ống như thế. Cho vào lớp tới. Cho vào lớp chạy nhanh nhanh. Đây vẫn chết hết bạn ạ. Mình nọc nhưng mà không để hết được. Đây lại quay lại. Qua bắt được con cá chuối đó. Đánh lườn bắt được cá chuối em biết đấy. Ui may quá bạn ơi.
ngoài luôn. Ống đầy bạn ơi, ống này sắp chết sẵn. Ôi giời ơi. Nhéo mẹ. Xịt nha bạn. Ôi vẫn chết. Vớt mới cái đầu không biết chết được. Chết rồi. Ui mày quá bạn ơi. Ui mày quá luôn. Chúng cô lừa nào lừa bé. Ui cái ống số 10 này lại chết rồi bạn ơi. Mình phang cái ống số 10 này hôm nào cũng được luôn, đánh không có hôm nào xịt. Từ hôm nạm đến giờ nha bạn, cả là mới hay cũ đều là được hết. Ui mày quá. Mày ở đó đấy mày. Em phải bơi. Em ướt hết người ngoài luôn. Qua sáng này có lướt. Ôi chết ạ. Hả? Quánh vào cái mình sẵn rồi. Quánh vào ngô phúc. Vậy cổng ngô chủ phát cũng lên cỏ luôn. Xong là cứ lên cầm bố kéo ngoài mãi lên liền. Được hết. Được sạch sẽ luôn quá. Mờ mới đánh được 5 cái. Không nắm được. Không to mà. Ừ, cứ đánh. Cứ thả bên đấy. Em lại đi ngược ạ, đi thái ạ. Ý định gì đưa. Gần hết nha bạn ơi. Còn một số chết thì mình không có quay lên nha. Không có chút. Những cái đây đẩy á. Cái ống này là mình nặc, mình vội. Mình không nặc không có hết. Mối này trước em có một lần em quánh một con nằm lại như một đò tuổi. Không có con nữa. Mối này ít nhỏ hết đi nha bạn ơi. Chết. Biết ngay. Trời ơi nó lặng lặng. Em vươn 6 cái đầu tiên không thấy nó ngập. Em bảo hôm nay may quá. Không ngập. Nhưng cuối cùng vẫn chết. Chết toàn lươn to bạn ạ. Sống cái này đây nó vừa sống vừa chết. Mình quay lên còn hôm qua mình không có quay lên. Các bạn xem video thấy hay cho mình xin một like một lượt chia sẻ nha. Xin chào các bạn, hẹn các bạn và anh chị những video tiếp theo.